Ấy la 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 la, ba cây kem khổng lồ Tú Anh thích nhỉ. Các bạn ơi, các bạn thấy có đẹp mắt không? Thích quá, thích quá. Uầy, Tú Anh chở quả dưa hấu đi xe đạp thích nhỉ. Quả dưa hấu to thế. Ôi thôi ra quả dưa hấu rồi, Tú Anh bê lên đi. Wow, cố lên, cố lên. À, giỏi thế. Rồi ra đây mẹ bổ quả dưa hấu cho Tú Anh ăn nhá. Nào đi vào ngồi nào. Rồi Tú Anh bửa ra nào. Wow, ngon chưa nhỉ? Rồi không sao, để mẹ cắt thành miếng cho Tú Anh nhá. Làm cái bánh xe cho Tú Anh nhá, bánh xe dưa hấu nhá. Hay chưa đấy Tú Anh ạ? Ngon quá, ngon quá các bạn ơi, ngon quá. Ngon chưa, ngon chưa? Các bạn đã được ăn dưa hấu như thế này bao giờ chưa? Ngon nhỉ? Rồi, mẹ sẽ để đây đã. Mẹ sẽ cắt dưa hấu hình vuông nhá. Wow. Đây các bạn ơi, ngon chưa?
dưa hấu này ngon quá luôn anh ạ. Bạn ấy ngon lắm. Ngọt lắm các bạn ạ. Ăn dưa hấu kiểu này ngon lắm. Ngon nhập. Của anh cũng ngon không? Nhiều nước quá sao con. Ngọt quá nhập. Ăn kiểu này rất là thú vị nha các bạn nhé. Nhưng mà mẹ no quá rồi chú anh ạ. Kiểu này mẹ hoan được cơm nữa rồi. Wow. Thôi được rồi, bây giờ mẹ và tú anh xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mẹ con bé Anh nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Tú Anh bye bye các bạn nào. Bye bye. Dê này. Dê. Dê. Bye bye. Bye bye.